Xin chào quý ông bà cô chú anh chị nghe. Rất là vui khi gặp lại quý ông bà cô chú anh chị trên clip tiếp theo của em nha. Hôm nay mời quý ông bà cô chú anh chị đi về Tiền Giang, đi chợ Mỹ Tho. Rồi hôm nay mình sẽ mời quý ông bà cô chú anh chị cùng mình đi chợ Mỹ Tho nha. Giờ này là khoảng 7 giờ rưỡi sáng. Đây là phía đầu chợ Mỹ Tho nè. Đây là chợ Mỹ Tho ở thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Cô này có bán bánh canh bột sắc. Nguyên nồi bánh canh luôn. Bánh canh bột sắc. Nguyên nồi bánh canh luôn. Bao nhiêu phần gì cô? Phần 20, 25 bao nhiêu anh? 20, 25 này bánh canh nấu với tép hả? Dạ. Yeah. Một ngày cô bán một nồi này hả? Đúng rồi. Giờ này cũng gần hết đây ha. Cái này là sáng sớm người ta ăn sáng nhiều lắm. Sớm là muốn hết nồi bánh canh này. Nóng nóng á. Dạ. Sáng sớm có cái nồi có tô bánh canh ăn là hết sảy luôn ha. Cô gần xong rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nghe. Sáng sớm là mua đồ ăn sáng là muốn hết nồi bánh canh này. Đây ăn rất là đắt luôn. Ở đây có một xe bánh ướt nè, chả lụa, thịt nướng. Ở trong đây là trong nhà lòng chợ Mỹ Tho. Rồi, sau này mình sẽ đi qua bên đây. Cô này cô bán mật ong. Ủa mật ong này gừng, ong gừng hay gì cô? À người ta đi bắt á hả? Con ong nó còn trên cái ấy luôn, trên cái tổ luôn. Này là giống như mật ong thiên nhiên á ha. Dạ. Yeah. Là cô bán bao nhiêu một chai đó? Một chai này nửa lít là 1 triệu hả? Nửa lít 1 triệu. Trời ơi. Tại nhiều lắm mới được nửa lít nha. Dạ đúng rồi. Này, thiên nhiên mà. Thiên nhiên thì giá nó sẽ cao hơn cái mật ong người ta nuôi. Rồi, cảm ơn cô nha, chúc cô bán đắt nghe. Rồi. Nhiều ổ quá ha. À, tức là hết hết trơn nhiêu đây luôn dắt. À, khoảng nhiêu đây là được. Dạ. À dạ. Ủa hết trơn này luôn là mình dắt được một chai này không cô? Không, cái này là cái con thôi. Cái con hả? À, chỉ có nhiêu đây là mật thôi, còn này là cái con nó nuôi tiếp tục hay sao chị? À ngâm rượu. Dạ. Dạ, mật thì để xài ha. À một tổ. Dạ. Mà cái mật nó nằm ở trên đây. Còn dưới đây là cái con thôi. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái này phải ai biết cái xài á, người ta mới dám mua. Tại giá nó cao hơn mấy kia. Dạ. Nhưng mà cái ong này bắt vòng vòng đây hay là bắt ở đâu chị? Đi xa lắm hả? Dạ. Dạ. Trời ơi. Dạ người đi. Dạ. Trời ơi quá trời luôn ha. Rồi chúc chị bán đắt nha. Ngày bán được chai này thôi là gì cũng được rồi. Chị bán hết này chỉ là 100 ngàn mấy thôi. Hết này luôn hả? À dạ. Dạ. Như là mình mua của người ta lại hả cô chị? Dạ. 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 Này phải có nghề á chứ không có nghề là nó chích. Dạ, này phải cũng có phải có cái cách bắt nữa. Dạ. Dạ. Ồ nhìn trai mà không đẹp quá ha. Quá là đẹp luôn. Rồi, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nha. Chú. Rồi. Là được 100 đô. Thêm nước vô. Thêm nước đeo vô. Dạ.
Rồi, giờ này mình sẽ tiếp tục đi chợ Mỹ Tho nha. Giờ này mình sẽ đi tiếp con đường phía bên đây nha. Đường này là đường Nguyễn Huệ ở chợ Mỹ Tho. Phía bên đây người ta bán xe đẩy cũng nhiều nè. Bà cụ bán xôi, bán chè luôn. Dạ. Dạ. Ủa chè cái thơ này nó khô luôn hay gì bà? Rồi để gì mình ăn nước đá hay sao, hay là ăn khao ăn không gì luôn? Ăn với nước dừa. À, ăn với nước dừa. Còn chè này ăn với nước đá cũng được. Dạ. Còn phía bên đây là chè khoai mì hả bà? Khoai mì nấu được. Dạ. Rồi giống như chè luôn rồi phải không? Chè. Để con qua coi cái nồi chè phía bên đây nhìn thấy lạ gì à. Chè bên đây là chè gì bà? Cái này là nấu bằng cái trái gì vậy bà? Nấu táo, nấm mèo, bột khoai. Dạ. Yeah. Ồ cái sợi thì giống dừa. Bột khoai đó. Bột khoai. Bột mì tôm nhồi ra làm bột khoai. Dạ. Yeah. Ngoài còn nguyên nồi luôn. Cái này có cơm nếp cháy nữa. Phải 10 ngàn không? Dạ 15. 15 đồng hả? 15 đại ca. Nếp cháy. Đại ca định ăn 10 ngàn đi đại ca, 15 đi đại ca. Rồi con chúc bà ngoại bán đắt nghe. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Đây mình thấy cô này cũng bán chè nữa nè. Chè. Bán gấp. Chè này cho gì cô? Chè khoai môn, chè khoai mì. À đây là chè khoai môn, ở dưới là chè khoai mì. Dạ. À, bên đây đậu trắng thì gần hết rồi. Còn chè khoai mì thì còn nhiều. Chúc cô bán đắt nghe. Dạ. Để em quay làm đồ hủ xíu nha. Dạ. Thoải mái anh ơi. Kênh nào anh? Kênh Kiều Công Tử. Kiều Công Tử á. Lan thang miền Tây. Rồi. Ở trong kia là lò nấu ra luôn hả? Vâng anh. Cái này là thành phẩm rồi phải không? Vâng thành phẩm rồi anh. Rồi gì là mình cắt ra nói phải không? Vâng cắt ra như này. Là một dây dài hết biết ha. Nhớ giờ bán được nhiều không anh? Cũng vừa vừa. Tại vì đây là có 3 lò. 3 lò là hả? Bán được. À. Chậm lắm. Nhìn ngon quá ha. Nhìn ngon đã ha. À, đây là đậu nành. Vâng, đậu nành anh. Dạ. Đây là đậu nành ra. Rồi bắt đầu mình nấu. Nấu rồi nó tụ lại giống gì hả? Nó chung là nhiều công đoạn lắm anh. Nói gì nó dài còn nó làm từ đậu lành ra. À. Và mình xay ra xong rồi thành sữa để sữa này mình à sữa thì mình bán sữa. Còn cái nào tụ lại về làm tàu hũ. Vâng. Không, sữa đấy thành đậu hũ luôn anh. À cái sữa đó là thành đậu hũ luôn. Vâng. À. Đó là tại vì đậu là nguyên chất và sữa thành đậu hũ luôn. À. Rồi giờ là cắt ra phải không? Vâng. Rồi mình phải chiên lại nữa phải không? Vâng, cắt ra làm chiên. À. Cắt ra phân như thế này xong lại chiên. Dạ. Đặc biệt là số 1 ấy, ngon lắm. Dạ. Làm bằng nguyên liệu bằng hạt đậu. Đậu của mình như này. Dạ. Hạt đậu rất đẹp và ngon. Rất là đẹp ha. Đúng rồi, đậu nó đẹp thì đậu nó mới lại ngon. Dạ. Đúng rồi. Cho nên là mình mua cái này mình phải lựa cái hạt đậu là loại 1. Dạ. Chắc cũng phải qua nhiều công đoạn mới được thành một cái miếng đậu hũ ngon. Ngâm, xong ngâm này, xong xay này, dạ. Xay xong nọc. Dạ. Vậy anh ơi. Còn làm nữa, mình cho công nghệ của mình nó vào là mình nó mới ra cái đậu. Dạ. Dạ. Đậu ngon là nhất mỹ tho luôn. Dạ, còn cái nêm này là mình nêm vô hay sao cô? Bên đây là con coi bên đây. Nấm mèo. Nhưng mà mình nêm ở trong cái giai đoạn nào của quá trình làm tàu hũ á? Để cho nó dính gì luôn hả?
Có nghĩa là mình làm cái công nghệ của mình cua lên này là mình cho vào là với... Dạ. Cái nêm này ngon lắm nè. Dạ rồi, cảm ơn cô. Này là cô nêm gì là ăn trực tiếp luôn. Đúng rồi, ăn luôn đi. Dạ. Rất là ngon luôn. Này phải khéo hồi đức nha. Dạ. Dạ. Rồi thôi, cảm ơn cô nghe. Chúc cô với anh bán đất nghe. Dạ. Này là tàu hũ Mạnh Quân ở chợ Mỹ Tho. Giờ này mình sẽ đi tiếp con đường Nguyễn Huệ này nha. Nguyễn Huệ thì bán đầy đủ rau củ quả thịt luôn. Còn ở trong nhà lòng chợ thì mình thấy vắng. Mình đi con đường này xong thì mình sẽ quay lại cho chợ nhà lòng chợ cho cô chú anh chị xem nha. Nãy mình đi ngang thì thấy ít người bán. Ê, con đường này thì bán rất là nhiều luôn. Rau củ quả trứng. Trứng vịt, trứng gà. Vé số luôn. 55 đuôi. Chúc chú bán đắt nha. Dạ. Nên này anh bán cá nè. Bán cá lóc, cá chê, cá cha. Chị này thì chỉ bán bánh tét, bánh ít luôn. Cái này là cái bánh gì vậy cô? À, bánh lá gai bao nhiêu một cái? 6.000 cái. 6.000 cái hả? Dạ, vậy lấy con hai cái này đi. Cái đường vốn rồi. Trời ơi. Mua cái này để lá ăn sáng luôn. Cái này nhà cô tự làm luôn hả? Dạ, lấy lại ở Gia Hoàng quá. Dạ. Lấy bông Bến Tre. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nghe. Nghe 100 cái. Dạ. Rồi, chúc cô bán đắt nghe. Dạ. Thấy bà con cô bác bán lai gai, người mua cũng lai gai luôn. Ở đây người ta bán hoa trái cây. Dùng để đi cúng, người ta đặt chỗ qua đi cúng. Bán mặn nè. Bán đồ bán xoài rồi bán cam. Rồi sao bên đây thì bán tiếp tục bán rau ở lề đường. Thường những cái chợ thì bán lề đường thì bán được nhiều hơn. Chị này chỉ bán khóm một trái 10.000. Hai trái thì 15.000. Càng nhiều càng được giảm giá nha. Càng giảm giá. Dạ. Bây giờ bán được không chị? Dạ cũng được, bây giờ em ơi. Bán di động ha. Dạ, bán di động. Dạ. Dạ, chào chú. Dạ. Dạ. Có khóm chuyên nghiệp không? Khu này là bán đông nhất hả chị? Trong nhà lòng chợ là ít hơn không? Có nhà lòng chợ không ai chịu bán chứ. Chợ không ai vô mua đó. Không ai nên. Người ta phải gửi xe. À. Ở đây người ta mua cái người ta chỉ xuống, người ta đậu, người ta mua cái người ta đi liền. Dạ. Yeah. Mình phải gửi xe rồi nữa, phải cho nên nó vậy đó. Dạ, yeah. Cái này chỗ nào tiện thì người ta mua à? Khóm này khóm ở đâu á chị? Khóm Tân Phước anh. Tân Phước hả? Tân Phước. Trái này trái 10.000 hả? Đây 10.000 trái. 10.000 trái. Vậy lấy cho em một trái này đi. Lấy một trái ăn sáng luôn. Hồi nãy em chưa ăn sáng, em cũng ăn luôn, này. Thấy nó ngọt quá, thôi ăn luôn. Trái khóm ăn sáng được mà. Không, sợ bao tử thôi. Mời. Rồi. Ở trái này nó chín hơn là nó ngọt. Để ra không, xẻ luôn. À khỏi để nguyên đi. Tại em cũng có cái dao. Dạ. Dạ.
Rồi thôi, cảm ơn chị nghe. Thấy chợ Mỹ Tho thì người ta đi cũng vắng. Người bán thì lai gai khắp nơi luôn. Còn phía bên đây là chị vừa bán cá, bán tép, cá biển. Khám phá trời. Dạ, Kiều công tử. Công tử chứ, tử là khám phá chữ lâu. À vậy hả? Dạ. Rồi, cảm ơn cô nghe. Này cô bán tép nè. Dạ. Tép, còn này cá mó phải không cô? Đúng rồi, cá mó. Cá mó với cá mát hay gì á phải không cô? Cá cháo. À cá cho cháo. Cá cho cháo. Này là muối sẵn nè. Đẹp về chiên thôi. Rồi cảm ơn cô nha. Rồi cảm ơn cô nha. Đây là bán bông. Dạ đấy có. Đây rồi đi mua. Dạ. Bà bán còn một tờ thôi. Rồi con tặng bà 10.000. Dạ. Thôi bà hỏi con nha. Dạ, cảm ơn chú dữ lắm nha. Dạ dạ. Dạ giờ chú có tiền hoài, chú có chút thẻ có tiền hoài chú giúp người nghèo. Dạ cảm ơn cô. À, chúc cô nhiều sức khỏe nghe. Rồi, rồi mình sẽ đi tiếp. Cô bán cá. Ông cụ bên đây bán hai trái bự à? Ông bán hai trái bự gì thôi hả? À, còn có hai trái hả? Mà nhà ông trồng hay là ông lấy lại bán? Của nhà trồng hả? Còn hai trái cuối cùng. Ông bán bao nhiêu một ký ạ? Bán 30.000. À, ký 8, 2 ký 8. À, bán 30.000. À, cái này nó chín đúng không? Trái nhỏ rồi nè. Chín hết trơn. Chín đi ha. Khi nào nó chín, nó rụng lá nè, không còn lá, là nó chín một đó. Dạ. Khi nào mà còn lá là nó mới có già thôi. Dạ. Ủa, rồi, sáng giờ lão bán ở đây luôn hả? À. Nhà ông chồng luôn. Nhà chồng. Ba con. Ba con bưởi. Dạ. Rồi trúng không? Hả? Trúng không? Dạ. Dạ. Ép giá nha. Rồi mình bán lẻ luôn. Dạ. 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 Thôi ông bán cho con hai trái này đi. Mua cho ông về sớm nha. Dạ. Là 30.000 hàng phải không? Dạ. Mua ba hai trái bưởi. Dạ. 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 Bán ngay để người ta cúng ha. Dạ. 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 Rồi chúc ông nhiều sức khỏe nghe. Dạ. Con đi luôn ông ơi. Là ngay góc đường này phải không? Dạ rồi rồi. Dạ. Rồi chắc này ông về được rồi đó. Dạ. Hôm nay anh bán mấy cái này lấy chân bạc hồng đi á. Đẹp ha. Giờ này em sẽ quay lại chỗ nhà lòng chợ Mỹ Tho để đi khám phá nha, khám phá xung quanh chợ. Trời, chở nguyên mình ra phía sau luôn. Này bột chiên nè, rồi gỏi cuốn nè. Đi vô trong nhà lòng chợ Mỹ Tho.
Ở trong đây thì rất là vắng luôn. Giờ này mới có khoảng 8 giờ mấy sáng thôi mà thấy cô không có ai vô đi mua khô nè. Khô quá trời luôn. Xe chạy xiên nhà lòng chảo luôn. Chú bên đây bán đậu. Đầy đủ các loại đậu luôn. Nấm nữa. Ở đây bán tỏi. Tập quá thì người ta bán đầy đủ hết á, chỉ có thiếu người mua thôi. Đậu nè, tất cả các loại đậu luôn. Hết hơn trước Tết không cô? Dạ. Thấy ở trong miền lòng chợ ít người. Dạ. Ở ngoài thì mua rau củ thì đỡ hơn. Giờ này mới có 8 mấy thôi mà thấy ít người đi rồi. Dạ. Hồi xưa đó, hồi xưa bán được không cô? Dạ. Dạ đăng lên YouTube đó cô. Sao cô? À. À là do là bắt nồng độ cồn phải không? Thành ra là làm tập quá mình bắt ế. À, người ta không có mua đồ gia vị niêm đồ nhậu đồ kia đó hả? Dạ. Thì không có nhậu á, trời ơi. Là liên quan đến tất cả các nghề luôn. Vậy mà vậy là nhậu là kinh tế phát triển. Mà nhậu thì mấy bà vợ ở nhà thì không chịu. Mà bán ế hết toàn tập luôn. Bên ngành y chẳng hai bên ngành y cũng hợp. Tại vì không ai bệnh ha. Ngày xưa mình thấy đi nhậu là mình thấy mình khó chịu ha, những ví dụ như trong nhà có người nhậu á. Còn bây giờ không nhậu than rồi. Nhưng mà nếu như mà người ta không nhậu thì người ta mua này kia đi đám tiệc này kia cô. Đi đám ca đám thì mình vẫn bán được, nhưng mà cái chỗ mấy quán xá mình bán được. Ảnh hưởng chung. Dạ. Dạ dạ. Chứ cái chỗ mà ra đám cưới này kia thì người ta phải mua chứ. Người ta phải mua. Dạ, thôi cảm ơn cô nghe. Dạ. Này là mũ chôm nè, đậu đen nè. Đời ơi. Đời ơi là bán nhiêu ký vậy cô? 700 trăm. 700 trăm lận. Đời ơi, tiêu hột. Tiêu sọ. Đậu phộng. Tập quá thì đầy đủ luôn, chỉ thiếu người mua thôi. Rất là trong nhà lòng chợ thì thường có rất là nhiều sạp tập quá. Cô này cô bán nhiều đồ nè. Bán nhiều đồ mà nhậu bán ế nè. Sáng giờ bán ít hả cô? Dạ. Nãy cô kia cô nói do thổi nồng độ cồn không ai nhậu, không ai làm mồi chứ. Không ai vô đi mua gia vị chứ. Rồi, phía bên đây là sạp mắm. Sạp mắm cô Nguyệt. À mắm. Mắm ba khía. Ôi, nhìn thấy ngon quá. Ba khía nè. Mắm Thái. Đầy đủ luôn. Hôm nay là cũng đầy đủ các loại mắm luôn. Con ở đâu? Ba khía. Con ở bên Đồng Tháp á cô. Dạ. Dạ. Sáng giờ bán được không cô? À.
mà cô vẫn bán sỉ luôn phải không? Dạ, mà sẽ không ai bán, không ai mua gì số lượng hết. Sáng giờ chưa bán hàng, coi như bán lẻ họ ăn thôi. Dạ. Nhưng mà ngày xưa là bán được lắm phải không cô? Bán đắt lắm. Dạ. Kỳ quá, qua Tết tự nhiên biết sao. Không ai mua gì hết. Mua nhưng mà mua ít. Dạ, chắc do kinh tế đang chậm phát triển. Thôi con chúc cô bán đắt nghe. Dạ. Cô đầy đủ cái loại mắm luôn nè. Ừ. Mắm cá lóc, mắm cá linh. Có cái thao này là mắm gì cô? Đây nè, đây là mắm gì cô? Cá linh, cá linh màu. À, cá linh. Dạ. Phía bên đây là dưa mắm. Cô này cũng sắc ớt vô cho đẹp. Ở phía bên đây thì cũng có nhiều sạp mà cái này người ta đóng cửa hay gì cô? Đóng cửa. Dạ. Chưa dọn, 9-10 giờ mới dọn. À, 9-10 giờ mới dọn. Dạ. Bán trong đây kiểu là bán được là dẹp. Cô bán từ sáng tới trưa thôi? Chiều. Tới chiều luôn. Dạ. Trong đây vậy á, bán mà không bán lâu đời thì đỡ, còn bán mới bán ra đây á. Dạ, chủ yếu là mình bán với mối thôi. Mối nhiều, dạ. Mối mới có lời, chứ bán nhỏ 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 mất không có lời, nhưng mà ít luôn. Dạ. Vô đây là mấy chục hàng, mấy chục trăm. Dạ, kỳ cụ không ha. Kỳ cụ không. Mà giờ còn muốn nản. Hả? Giờ muốn nản. Đến nỗi nào cũng sống được. Dạ. Những cái hồi xưa mình kiếm, mình để dành cho cái lợi nhuận. Dạ. Giờ thôi khỏi, giờ kiếm nhiều ăn nhiều con này. Dạ. Thôi, cảm ơn cô nghe. Dạ. Dạ. Ờ, phía trong đây thì ta đóng cửa nhiều lắm. Đây đóng cửa hết rồi. Qua Tết thì ế dữ lắm, thấy chợ nào cũng ế. Bên này có rất là nhiều sạp bỏ trống. Có thể đây là mấy cái sạp thịt cá này kia đó. Ta bỏ trống hết luôn. Bán đa phần người ta chọn ở ngoài đường lộ, người ta bán nó dễ hơn. Thành ra trong đây là tiêu điều luôn. Ở đây là bán tạp hóa. Cô này cô bán đầy đủ loại đậu luôn nè. Tỏi. Dạ. Ở trong đây thì cũng có nhiều sạp bán mắm. Có cá sặc, có cá lóc. Này là mắm ba khía. Cô bên đây là bán trứng hột vịt, bích thảo. Bây giờ bán được không cô? Dạ, không có người đi, có mình con đi. Sáng giờ có mình con đi hả? Có mình con đi đó. Rồi rồi. Dạ, có ai đi không? Có người bán không ạ? À? Thấy người ta cũng chạy xe ngang ngang đó cô. Ta chạy có kêu không vậy? Vậy là sáng cô chưa bán được gì luôn? Dạ, ăn chứ chưa có bán. Giờ tới giờ ăn luôn. Ăn thì phải ăn, mà bán thì bán chưa được. Ế nhất từ trước tới giờ không cô? Ế nhất từ trước tới giờ luôn hả? Thì từ nào tới giờ vô là nhắn khoe vậy đó. Bắt đầu mùa dịch nó lại càng vắng hơn. Dạ. Ăn trước thì tính gì tính. Vậy là... Rồi, cảm ơn cô nghe. Giờ này là mình đang ở sau lưng chợ Mỹ Tho cặp con sông nè. Nó bán nó lấy khô sặc.
Ủa sạch quá trời luôn. Máy quay nhỏ dữ quên. Dạ. Có nhiêu tiền cái? Cái này 16 triệu. 16 triệu hả? Dạ. Rẻ quá em. Ồ, cái sạc con bự không ha. Quá trời cái sạc luôn rồi. Để đóng thùng. Không có chức năng gì nữa không? Dạ, quay thôi à. Dạ. Anh bán khô hả? Khô. Nguyên khúc này bán khô quá trời luôn. Chả khô mà. À, chả khô. Dạ. Khô bên đây nắng quá, đắp lại luôn rồi. Rồi, em đi nghe anh ơi. Rồi, bán khô đó nè. Khô ta phơi đủ nắng, để mà nắng nữa thì nó sẽ nhẹ lắm. Cô bán dừa, bán nước dừa uống. Bây giờ bán được không cô? Dạ, chỉ có bán nước dừa uống thôi hả? Dạ. Một trái là bao nhiêu? Dạ. Trái nhỏ là trái đó nhỏ đó là bao nhiêu cô? Chặt chặt con trái, chặt cho em trái nhỏ này đi. Dạ, uống tại chỗ luôn. Dạ. Đây là mình uống đi từ sáng giờ khát nước rồi. Dạ. Dạ. Mình cũng gỡ đây chút nha. Gỡ chút đi. Rồi, mời bà con cô bác uống nước dừa nha. Uống dừa ở chợ Mỹ Tho. Rồi, rất là mát luôn á. Mua lại hả? Thôi cô lấy giữ luôn đi. Tự nhà của chồng thì lấy còn bán lại là không chắc hết đó. Dạ. Dạ, rồi cảm ơn cô. Anh này anh bán khô nè, khô cá lóc. Ủa cái khô trắng này là gì anh? Là cái gì? À, tôm mỡ của cá dứa. Trắng phao luôn ha. Nhưng mình này cá lóc. Ở phía bên đây chủ yếu bán khô, chợ khô. Ở phía sau nhà lồng chợ Mỹ Tho, quá trời luôn. Khô cá lù đù, đầy đủ các loại khô luôn. Quá chừng. Gì vậy trời? Rau củ thì người ta bán rải rác khắp xung quanh chợ luôn. Thịt thì bán ở ngoài được hơn. Trong nhà lòng chợ hồi nãy cái sạp thịt ở trong lòng chứ bán ế. Ở ngoài người ta bán được hơn. Nếu mà ở ngoài bán được rồi thì ở trong không bán được. Tại vì người ta đi ở ngoài người ta mua hết trơn rồi. Ủa món này món gì vậy cô? Bánh mì hấp hả? Hấp ăn với nước cốt dừa. Hấp lên là nó mềm mềm dẻo dẻo hay sao cô? Dạ. Rồi chan nước cốt dừa vô. Rồi món này lần đầu tiên con gặp á. Bà bán à, bà bán mười mấy năm rồi. Mấy năm rồi bán cái diễn đó. Dạ, cái diễn. Tại vì cô bán được không? Dạ. Món này lạ, lần đầu tiên con gặp á. Món này anh bán lâu lắm. Dạ. Thấy rất là đặc biệt luôn. Mới bán lại chứ bán chè không có bán món. À, lúc trước là cô bán chè. Rồi giờ quay lại cái này. Dạ. Thấy lạ người ta mua.
Hấp chắc nó hơi dẻo dẻo ha. Cam đã nóng lên dẻo dẻo. Dạ. Rất là đặc biệt luôn. Cô chỉ cần mua bánh mì với thắng nước cốt thôi là bán được rồi. Bán con bánh mì hấp đi. Chắc chợ ở đây người ta quen với cái món này rồi ha. Nhưng mà những cái chợ khác thì người ta chưa biết. Không có bán luôn cô. Tại con đi chợ nhiều mà con không thấy ai bán chứ. Dạ. Ồ vậy để nước cốt riêng hả cô? YouTube với cô. Vậy mà quá trời người ta đi chợ luôn rồi. Vậy cái này nước cốt. Rồi con chúc cho cô bán đắt nha. Dạ ăn đi nha cô. Dạ, quay gì đó. Gì bán củ kiệu hả? Dạ. Ôi, củ kiệu nhìn mập mập không ha, ngon ha. Ôi, này gì ngâm củ kiệu là ngon, hết sảy luôn á. À, này của chị luôn hả? Dạ. Có cải bằng dưa nè. Dạ, cải bằng dưa luôn. Qua Tết rồi mà vẫn còn cái này tư ha. Này của gì chồng hay gì lấy của người ta? Dạ. Với lại mình chỉ bán thôi là được rồi. Dạ. Còn cái này là măng nè. Này măng mạnh tông phải không cô? Mạnh tông luôn. Thôi cũng ăn rất là bự luôn nè. Rồi đây là măng gọt sẵn. Dạ quay. Thôi bà bán trước đi. Dạ. Dì bán à. Có mình dì bán thôi hả? Cho mướn nữa lấy gì ăn. Cũng ăn hết đi bự ha. Dạ, cảm ơn dì nhiều nha. Dạ, rồi cũng ăn quá đẹp. Này là nhiêu ký vậy? 60.000 ký. Cảm ơn dì. Chúc dì nhiều sức khỏe nghe, bán đắt nghe. Bán đi nghe gì? Chợ Mỹ Tho thì tập trung ở hai con đường. Đường Nguyễn Huệ phía trước và đường Trưng Chắc ở sau lưng. Rất là đông luôn. Vừa cánh gà, chân gà, vừa xiêm. Chả giờ bán được không anh? Xiêm. Dạ. Xiêm ở Lai. Dạ, xiêm lùng ở Lai phải không? Tính ngàn trái hả? Không lẽ uống thêm trái nữa, em mới uống trái. Uống thêm trái đi. Chưa vợ luôn hả? Chưa vợ mà mấy con rồi? Chưa vợ. Làm thế, chưa vợ.
Chừng chắc phải không? Cho lưỡi nặng 1 thừa son, thừa chén, chén, chỉ luôn. Chưa vợ, chưa có vợ nhưng mà mấy đứa con rồi. À chưa con luôn. Dạ. Giờ là giá nó cũng đã giảm rồi đó. Không, giá đang tăng. Đang tăng luôn hả? Tăng nắng, giá đang tăng. À. Nào giữa nó lên mình mới lên. À. Dạ. Rồi cho ống hút luôn đi. Rồi vừa. Dạ vừa rất là mát luôn, rất là ngon luôn nha. Rất là ngọt luôn. Hôm nay nó gọt liên tục luôn nè. Rồi em đi nha anh. Rồi gọt rất là chuyên nghiệp luôn ha. Ồ vậy là lẹ lắm rồi đó. còn cái đầu gối là được rồi. Rồi em đi nghe. Rồi cảm ơn anh ơi. Dạ. Phía bên đây thì cô này bán đầy đủ thôi. Bán mấy cái nồi đất lò bằng đất nung. Có mấy cái khẹp nhỏ nữa. Mấy cái lò củi nè. Phía bên này mình thấy người ta bán mấy cái đồ tre nữa nè. Vừa đồ trang trí và vừa sử dụng luôn. Quá trời luôn ha. Mấy cái này mấy cái gỗ đẹp quá. Nó rất là đẹp luôn. Dạ, quá trời đẹp luôn ha. Dạ. Ồ, mấy cái này là dùng để bánh cho bàn khách tiếp khách thì kia cũng được nữa. Còn này vỏ tre rất là đẹp luôn nè. Mấy cái này cũng thời trang dữ lắm nha. Thở máy anh, khai quay thở máy. Dạ, thời trang sành điệu luôn á. Ôi, rất là đẹp luôn. Mấy cái này mà chỗ khu du lịch này kia á chú. Mấy khu du lịch nó lại đây nó lấy rồi bây giờ nó bán á. À, chứ là chú bỏ sỉ luôn hả? Bỏ sỉ. Dạ. Bỏ qua tên tới Sơn đồ vòng vòng mấy khu mà du lịch đồ á, mấy chùa đồ đó. Dạ. Người ta lại đây người ta lấy mình bỏ sỉ lại chứ không á. Dạ, con thấy đi đồ đẹp không à? Dạ. Rất là sắc sảo luôn. Mấy cái vỏ à. Quá trời đẹp. Cái là bằng tre đan. À cái này là tre luôn hả chú? Cái đó là bằng cũng như tấm điểm ngày xưa mà ông bà mình nằm ngủ đó. Vậy là tấm này là bằng cái gì đó? Điểm là bàn á, cái bàn á. Cái bàn hả? Ở Tân Phước, góc của nó Tân Phước. Cái bàn. À, còn cái đó là có chiếu thì người ta làm bằng chiếu tối là người ta ngủ. Dạ. Ở đây là bằng bàn, cũng à. Là điểm ngủ luôn. Cây bàn, chắc cây bàn này cũng chắc cũng chưa gặp quá. Cây bàn này anh sống ở vùng nước bàn. Dạ. Sống chung với tràm rồi á. Dạ. Ồ, đầy đủ luôn. Quá trời nhiều luôn ha. Cái này du lịch là người ta thích lắm. Dạ. Bán mấy cái này, mấy cái lồng đèn, mấy cái... mình mua về để mình trang trí lồng đèn này kia đó. Ở trong nhà, rất là đẹp luôn. Ở đây có một cái lồng đèn rất là đẹp luôn nè. Rồi mấy cái này mấy cái xề bằng tre. Gỗ tre. Quá trời luôn, đa dạng. Ở trong đây còn rất là nhiều đồ nữa. Cái này là dùng để mình cũng treo đèn luôn. Cái này treo đèn đẹp nè.
Để cái đèn vô trong là trang trí đẹp cực kỳ luôn. Rất là nhiều mặt hàng mây che nữa, dùng để xài hoặc là mình để trang trí. Rồi con cảm ơn chú nghe. Rồi cảm ơn. Quá trời đẹp luôn. Vỏ điểm thì lum nha. Phía bên đây là bán trái cây, bán hột gà. Chừng quên. Hột gà này hột gà gì vậy cô? Gà ta mình á. Gà ta hả? Gà, gà này nha. Mà cái trứng nó hơi nhỏ. Em không biết gà gì nè. Gà ác. Cô phía bên đây bán trái cây. Dạ. Trái cây đu đủ, mận, xoài. Bán ớt nữa. Bán ớt chung sạch trái cây luôn. Quay lên YouTube à vậy? Mận này cô bán 20 ngàn ký hả? Dạ bán còn 1 ký đi cô. Dạ. Mình mua 1 ký mặn để ăn ăn sáng. Trái này trái bự bự không? Ừ. Nói mặn lửa hả? Mặn lửa con cơi mà. Lửa sẵn hàng bự. Chắc 1 ký rồi đó cô. Dạ. Dạ thôi con có xài rồi con mua mặn. Dạ. Dạ thôi. Chú ở đâu ạ? Con bên Đồng Tháp á. Dạ. Dạ. Đồng Tháp hả? Dạ. Ở gần bên tôi là tôi ở Cái Bè. Dạ. Cái Bè, Cái Bè Tiền Giang hả? Ừ. Ở trên Ăn Hủ rồi đó, gần Đồng Tháp rồi. Dạ. Đó bên Đồng Tháp đường Sạch Lằn. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Quay bả đi, quay bạn mẹ vô luôn. Cô ăn me làm con thèm muốn chết luôn. Dạ. Ăn me thay cơm cái gì cô? Ăn me cho nó ớt chua. À, dạ. Là cô thường ăn me. Không ăn me đó, nó không có thịt mỡ. Dạ. Là ăn cho nó ớm thôi chứ không phải là ăn thay cơm. À, cái mình ăn cơm được nhiều hơn. Dạ. À, cô 60 tuổi rồi. Nhìn da dẻ rất là đẹp luôn á, hồng hào. Dạ. Dạ. Bí quyết là ăn me. Dạ. Dạ. À dạ. Dạ. Nó quấn cục lại ha. Dạ tên Kiều Công Tử. Kiều Kiều. Ơi Kiều Kiều là tên của vợ. À dạ dạ dạ. À cái họ hả? Cái gì? Ơi, cô này cô bán hột gà quá trời luôn. Hột gà này nhà cô nuôi hay là cô lấy? Lấy cái bên. À là của chị hả? Của tôi. Quay cửa này nó đi bắt chạy quay ha. À à dạ. Quay rồi 28.000 chục. Ủa này loại gà khác nhau cái gì cô? Khác. À. Dạ. Rồi, con chúc cho mấy cô bán đắt nha. Dạ. Bán hết đi. Chúc bán hết. Cái này là cặp mé sông nè, mấy cô bán cá quá trời nhiều.
cô này cô bán tôm. Tôm này bán rau củ. Này bán khô. Rồi giờ này mình tiếp tục đi về đường này nha. Trên đây thì người ta bán đồ khô nhiều. Khô nhang đèn. Mày này là đẹp trai mà. Bán khô quá trời luôn. Mày mới vừa khô luôn á gì anh? Khô cá lóc. Dạ. Cá lóc là bao nhiêu ký? 108. Còn cái khô này là khô gì? Cá dứa. Cá dứa. 100 ngàn. Mà trong kia quá trời luôn. Mực 550. Dạ có giá luôn. Một bên đây 420. Một đây 470. Dạ đúng rồi, mới đưa đến mẹ. Đúng rồi, quay. Lạ nè. Mỡ. Mỡ không hả? Mỡ đâu mà, mỡ dứa. À, cái này chắc chiên ngon ha. Rồi, chiên ngon. Chiên nóng lên ăn thôi. Tới đâu rồi xì mép lên. Trường chéo vậy, mỡ vậy. À, chiên là hết sảy luôn phải không? Ừ, đó, quay hôm này là ổng chủ khô đó. Ủa khô này là mình bỏ sỉ hay sao anh? Đúng rồi, bỏ sỉ bán lẻ rồi tùm lum luôn. À. Cái sạp cô này chắc lâu đời dữ à. Bạn hiểu xét luôn. Nói hả? Dạ. Dạ. Rồi một bao luôn. Này là mình lấy ở nơi khác tới hay gì? Đúng rồi. Khu này là khu gì anh? Cá lăng phòng. Cá lăng phòng. Cá lăng phòng là dạng như cá tra mà nó ủ cho ấy đó. Cá tra phòng. Đó. Dạ. Nó mới lạ. Ủ cho sình luôn hả? Sình đúng rồi. Giống như mắm vậy ta? Sình mới làm là nó, nếu mà ăn cái khô nó hơi thủm thì sao? Đúng rồi, nó mới ngon chứ. Giống như mấy con cá chết mà mình nồi muối đó ha. Ừ. Bán cái 10 ký bán không? Quá trời khô. Chưa đâu, chuyện có gì ghê gì đâu. Chưa chút tinh dơ còn dữ hả? Chút xíu nữa đây mình chạy thở tới. Đủ lần đủ lần thu nữa. À dạ. Quá trời luôn. Là người ta xe người ta đi bỏ dài dài đi luôn hả gì? Mình lấy lại đây rồi mình phải phân chia ra ai mua khô gì á. Dạ. Đi bỏ. Dạ. Rồi quá trời. Vừa bán sỉ vừa bán lẻ luôn nghe. Có lập xưởng nữa. Đang phân loại hả? Chắc của anh chắc đầy đủ tất cả các loại luôn phải không? Có đâu anh em ra em coi coi. Cá sấu mình cá được có luôn. Cá mập nè, cái con cá mập nè. Lóc cái thịt ra đó. Ủa, cá mập hả? Ừ, cá mập luôn á. Rồi lần đầu tiên em thấy khô cá mập này. Nhưng mà sao biết nó là cá mập được? Thì cái này thì ai biết người lái là nó cá mập, mình nghe cá mập thôi. Đầu có đầu cá mập nữa nè. Đầu đó là đầu cá cha chứ. Ở trong đây là một nhà khô luôn. Ông mà ngồi đây chắc khô rồi gây lên đó. Ông đó là làm khô từ hồi 7 tuổi đó. 7 tuổi tới giờ luôn. Đúng rồi. Ông bán từ hồi 7 tuổi tới giờ đó. Quá đó trời. Cũng chứng minh đó. Ảnh là cũng chứng minh đó. Cứ mặc lên đây anh ơi. À, phần loại khô. Khô đó là khô cá dứa gì anh? Cá dứa. Giờ này phân loại mình bỏ cho người ta hay sao? Đúng rồi. Người lấy bự, người lấy nhỏ, là... À. Và giờ nhỏ là giá nó ít hơn phải không? Cũng vậy luôn, mà tại nhiều người chỗ là ba miếng nhỏ cho nó gọn. À. Quá trời nhà khô luôn.
Ở từ 1, 12 giờ anh thấy chỗ này chặt cái lối luôn á. À, là tiệm khô nào cũng mấy chân hả? Ừ. Xe chưa đến rồi. À. Cả chục mười mấy mối bỏ khô mà ngày nào cũng bỏ. À, là cái chỗ người ta làm ta bỏ cho mình đó ha. Đúng rồi. Mình là gì? Kênh gì? Kênh Kiều Công Tử. Kiều, Kiều hả? Kiều. Kiều, Kiều Công Tử. Mười mốt gì mở lên? Có. Hai mươi nữa mở chắc có à? Dạ. Lên ra nước ngoài nha. Ra nước ngoài luôn chứ. Sản phẩm. Sạp khô tên Kiều. Tên gì? Kiều. Kiều, Kiều. Kiều. À dạ. Ủa con khô này cái gì ta? Đuối. Đuối nhìn lạ dữ hả? Ờ nhìn lạ quá luôn. À à. Còn nó phải 7-8 kg. 5-30 kg. À. Quá trời khô. Còn khô con cá gì nào lạ lạ nữa không? Lạ lạ hả? Dạ. Nhiều loại kêu con. Để bữa nào có con cá sấu quay lại quay. Rồi em cảm ơn nghe anh ơi. Rồi. Quá trời khô luôn. Thế bên đây là bán tôm khô. Thì cô tới đây luôn nè.